Dạ xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, mấy hôm nay khách hỏi cái lộc bình mai của em rất là nhiều. Thì hôm nay nhà cậu em tiếp tục làm được mấy chục chậu nè cả nhà. Thì giá rất là rẻ luôn nha. Lô này muốn bán nhanh cho hết đó cả nhà, cho nên là bán giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 1 triệu tư một cặp thôi cả nhà. 1 triệu tư một cặp mà bao phí vận chuyển đến nơi cho chúng ta luôn ha. Thì khi gửi thì em sẽ gửi cái chậu này luôn nè. Đó, cây thì làm rất là công phu như thế này mà giá chỉ có 1 triệu tư một cặp thì quá ưu đãi rồi cả nhà. Về phần chiều cao á, thì em xin đo cho cả nhà mình cùng xem nha. 1 gang nè, 2 gang, 3 gang, 4 gang. À, tới ngọn luôn là 5 gang của em, mà gang em của em thì không có tới 2 tấc, cho nên là tầm khoảng 80 đến 90 nha. À, cái cây này thì làm 24 cây cả nhà. Đó, nhìn cả nhà nhìn làm rất là công, nó rất là cực chứ không phải là dễ đâu, không phải ai cũng muốn làm cũng được đâu cả nhà. Và đặc biệt là cái lô này á, làm á, cũng lâu rồi cho nên là những cái mắt lá cả nhà nó đang chuẩn bị đâm tuột nè. Nè cả nhà nhìn nè ha. Cho nên mấy cái cây này về á, trồng rất là khỏe cả nhà nhìn nè. Cái ở trên nè là do tụi em cắt ha, cắt tỉa lại á, bây giờ nó lên đọt rất là sung. Cây này làm lâu rồi cho nên là về cái tuổi thọ mình nuôi nó không có sợ bị chết cả nhà. Nó ha cả nhà nhìn nè. Thấy nó búng đọt không? Thấy hèm ha. Đó, bên đây cũng vậy. Đó thì mình mua mình nên lựa chọn những cái như thế này nè cả nhà, về mình trồng mình không có sợ hao hụt và cũng không sợ chết ha. Ở dưới thân của nó cũng có một số nó lú mầm rồi nè. Đó ha, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi rất là rẻ luôn, chỉ có 1 triệu tư một cặp bao phí vận chuyển đến nơi cho chúng ta luôn ha. Rồi ngoài cái lô này á thì em còn một cái cặp lớn hơn cả nhà. Ở cái này là đương cái dạng cổ cao y như vẽ luôn nè. Cả nhà nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó. Cặp này thì giá là 1 triệu 6 nha cả nhà. 1 triệu 6 một cặp. Cả nhà nhìn cái loại này là loại cổ cao nha. Loại cổ cao ha. Rất là đẹp nha. Nhìn rất là sang ha. Cái này mình nuôi mình trồng vừa chơi giống như là vừa chơi cái dạng cây kiển ha. Rồi Tết đó cả nhà. Chúng ta lại á, là có một chùm hoa vàng hoa ở trên luôn. Rất là rực trời, rất là đẹp luôn ha. Rễ thì tất cả các cái loại mai thì đều được xử lý rễ hết cả nhà. Đó, đây ha. Ở hai cái bình này tuyệt đẹp luôn nè. Đó. Rồi hàng bên đây thì chỉ giá 1 triệu tư nha. 1 triệu tư một cặp á. Bên đây là 1 triệu 6 một cặp. Ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em.